Thành phố Hồ Chí Minh, người đàn ông 49 tuổi tiêm 2 mũi vaccine trong vòng chưa đầy 1 phút, hé lộ tình hình sức khỏe. Giấy xác nhận đã tiêm vaccine COVID-19 của anh Bảo, phía trên có dòng ghi chú, tiêm liên tục 2 mũi vaccine Sinopharm 9h35 ngày 15 tháng 8-2021, phía dưới chỉ ký và đóng mộc xác nhận ở ô mũi 1, ảnh anh Bảo cung cấp. Chiều 15 tháng 8, anh Phạm Quốc Bảo, 49 tuổi, ngụ phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh với Tuổi Trẻ Online, anh bị tiêm 2 mũi vaccine Verocell của Sinopharm vào lúc 9h35 cùng ngày tại điểm tiêm trường trung học cơ sở Nguyễn Du, phường 11, quận Gò Vấp. Anh Bảo cho biết sau khi đo nhịp tim và huyết áp, anh được hướng dẫn đến bàn tiêm vaccine. Tại đây, anh đưa hồ sơ cho một nữ nhân viên y tế, rồi ngồi xuống ghế, mặt quay hướng khác. Người này đã tiêm một mũi vaccine, Verocell cho anh Bảo và ghi trên phiếu sàng lọc, đã tiêm mũi 1. Vừa đứng dậy, nữ nhân viên y tế đứng bàn kế bên yêu cầu anh Bảo ngồi xuống. Chỉ trong tích tắc, anh Bảo bị tiêm thêm mũi vaccine thứ 2. Tôi đứng lên thì có nhân viên y tế bàn kế bên nói tôi ngồi xuống. Tôi thấy họ cầm miếng bông gòn nên tưởng cần sát trùng thêm, rồi tôi cảm thấy đau đau nên quay lại thì thấy người này đã tiêm tôi thêm một mũi nữa, anh Bảo kể lại. Anh Bảo thắc mắc nên hỏi nữ nhân viên y tế đã tiêm mũi thứ hai thì người này cho biết là đã tiêm nhầm. Sau đó anh Bảo nằm nghỉ ngơi, theo dõi sau tiêm, khoảng chục phút sau, anh có biểu hiện đau đầu, huyết áp cao. Lúc này một người đại diện điểm tiêm trách anh Bảo tại sao lại để nhân viên y tế tiêm hai mũi. Đến trưa cùng ngày, anh Bảo được về nhà nhưng nhịp tim tự đo tại nhà lên đến 124 nhịp trên phút. Lo lắng, anh Bảo gọi điện đến vị bác sĩ hồi sức sau tiêm tại điểm trên và được hướng dẫn quay lại điểm tiêm, đồng thời lấy giấy xác nhận sau tiêm. Tuy nhiên, người cấp giấy xác nhận sau tiêm cho rằng vụ việc đáng tiếc xảy ra là lỗi của anh Bảo. Người này nói lỗi do tôi, đã tiêm một mũi rồi không đi mà còn ngồi xuống bàn kế bên để tiêm mũi 2, anh Bảo chia sẻ thêm. Tối cùng ngày, đại diện Ủy ban Nhân dân phường 11 quận Gò Vấp xác nhận có vụ việc trên. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai bàn tiêm cách nhau khoảng 2 mét. Đồng thời trước khi tiêm, nhân viên y tế có hỏi anh Bảo nhưng không nghe anh trả lời. Tâm lý ai đi tiêm cũng lo lắng, nhưng nếu rơi vào trường hợp phải tiêm hai mũi cùng lúc thì người tiêm phản ứng cũng dễ hiểu. Chúng tôi đã nắm vụ việc và liên hệ hỏi thăm trường hợp này. Về chuyên môn y tế, đã cử bác sĩ theo dõi, vị này chia sẻ. Bác sĩ Vũ Văn Đào hồi sức sau tiêm tại điểm tiêm trường trung học cơ sở Nguyễn Du ngày 15 tháng 8 cho biết hiện sức khỏe của trường hợp trên đã ổn định, giải thích việc tiêm hai mũi vaccine cùng lúc có ảnh hưởng sức khỏe người tiêm không. Bác sĩ Đào cho rằng, theo khuyến cáo chung thì không ảnh hưởng nhiều. Tôi đã cho số điện thoại và kết nối Zalo với trường hợp này. Nếu gặp bất cứ biểu hiện gì bất ổn, họ sẽ liên hệ tôi để kịp thời hướng dẫn, bác sĩ Đào nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.